Alo, chào cả nhà. Ôi ôi, mấy ngày nay mưa quá chừng mưa luôn cả nhà. Mình phải tranh thủ ra hả trồng mấy cái cây xuống á, tại vì nắng lên á mình sợ là mấy cái cây trồng á là nó quéo. Nên là mưa đó mình cũng trồng ngoài mưa luôn cả nhà. Đó, mình trồng được rất là nhiều, mình trồng bắp nè. Đó, qua. Wow. Rồi mình gieo thêm một mớ cải cả nhà. Ôi coi coi, mấy cải nó nhanh lên ghê luôn á, mình mới trồng bắp á mình đã thấy nó lên lá mới rồi nè cả nhà. Đó. Bắp này sẽ thu gần cả cái nhà mình nha. Chỗ nào là mình nhét được mình mới mua thêm 10 cái thùng giống vậy nữa cả nhà. Ở chợ Costco á cả nhà, họ bán 8 đồng một cái, thuế vô luôn nữa là này nọ nữa là 10 cái là 92 đô, là thành 9 đồng, cộng thuế luôn là hơn 9 đồng một cái cả nhà. Khoảng tầm 230 ngàn á. Đó, cho một cái thùng này ở bên Mỹ họ bán cả nhà. Đen á, trong chợ ai muốn mua thì vô trong chợ Costco mua nha. Rồi mình bữa hôm đi chợ châu Á mua được mớ này cả nhà. Đó, hôm nay mình trồng luôn nè cả nhà ơi. Đó, rau muống nè. Wow, mình ăn hết cái cọng rồi. Ăn hết cái lá rồi, chưa cái cọng lại đặng mình ấy này xà lách son cả nhà, mình trồng luôn nè, mình ngâm nhé. Từ bữa hôm mà đi chợ châu Á mình quay tới giờ mình ngâm được mấy ngày nó ra rễ rồi đó cả nhà. Lát nữa về rảnh mình trồng xuống luôn. Ôi mưa cả nhà, xem cà chua nó lớn quá chừng luôn cả nhà ơi. Tốt ơi là tốt luôn này. Đó. Ở dưới mình đang gieo một mớ cải hoa hồng á, mình chưa có trồng ra được nữa. Một mớ xà lách cũng chưa có trồng được nữa cả nhà ơi. Hôm nay đi làm về là chạy ra trồng liền. Thôi mấy ngày nay nữa, mấy ngày nữa là nó sẽ nắng. Nắng thì khó trồng lắm. Nắng trồng xuống nó hay bị quéo quéo vậy đó. Mấy chậu dâu tây nè. Hôm nay đi thu hoạch dâu tây treo cả nhà ơi. Đây nè, để mình mở. Rồi mình mở ra rồi cả nhà ơi, xem dâu tây treo của Nhân Hà có trái dễ thương chưa. Wow, nó bự thiệt là bự luôn cả nhà. Hái cái trái này nha, ăn thử xem. Đầu mùa dâu tây treo nha cả nhà. Dễ thương gì đâu, bự á, công nhận luôn cả nhà ơi. Không ngờ treo mà trái cũng bự dễ sợ luôn nha. Mời cả nhà. Wow, thiệt là thơm luôn cả nhà ơi. Nó chua chua ngọt ngọt nhưng mà rất là thơm mùi dâu luôn ạ. Oh wow. Không nhịn nha cả nhà. Ngon quá. Ồ, bên đây cũng có một trái chín nè cả nhà. Cái giống này mình thấy là cũng có một trái chín chín đây. Mình ăn thử xem ngon không? Nó nhọn nhọn, ngộ chưa nhà ơi? Trái nhỏ thôi, không có bự giống như trái bên kia. Trái nãy bự hơn trái này luôn á mà. Đây, nhìn nó khác biệt không? Nó nhỏ hơn nhiều ha. Đó. Ăn cái trái nhỏ xíu này xem ngon không? Thử thì chưa thấy mùi thơm, không biết ăn như thế nào. Wow, mùi thơm đặc biệt. Nhà biết thơm mùi gì không? Thơm mùi ổi đỏ chín cả nhà. Giống này giống như cả cái giống ngoài kia vậy á. Thơm mùi ổi cả nhà ơi. Ăn dâu mà thơm mùi ổi đỏ. Đúng là mùi ổi luôn. Wow. Ăn nó cũng giống như ổi chín đỏ luôn á. Gọi lạ. Thử ăn một trái hườm này nè. Nó cũng có một trái hườm này cả nhà. Đó, trái nó hườm như vậy nè. Thử ăn thử trái thử coi. Trái nó hườm hườm như như thế này xem là không biết như thế nào để ăn thử. Chua. Chua, chua nhà ơi. Đợi nó chín giống như trái này, ăn giống như ổi đỏ ngon á. Nhiều mùi vị là lạ. Xanh không ngon một miếng nào luôn á, mà nó chín là y như ổi đỏ vậy đó. Lạ ha, cái giống này thêm một cái giống mới nữa nhà ơi. Nó nhà ơi, có một trái chín bên đây nữa nè. Úi chà chà. Ủi, dâu tây treo hôm nay được hai trái chín nha cả nhà. Trái bên kia bọc lại chưa chín. Sáng sớm ăn được hai quả dâu rồi, bây giờ ăn quả thứ ba. Wow. Cả nhà ơi, trái này ngọt hơn trái đầu tiên luôn á. Đúng là nhỏ mà có vỏ nhờ. Trái này ngon nhất luôn á. Được rồi nhà. Đi ra vườn hái.
mình tỉa bớt cho mấy em bể ngòi của mình rồi nè. Ngày hôm qua mưa, mình sợ nó vô cả cái lá, nó sẽ hư cái trái, nó không có đậu rồi nha. Mỗi lần mình thụ phấn xong mà mình tưới nước lên trên cái lá ướt đó ha, là cái trái đó nó sẽ không có đậu đâu rồi nha. Nên là hôm qua mình thấy mưa, mình thụ xong mình đẩy nó lại. Như bên đây nữa nè. trời ơi, mấy em sẽ lớn nó vô trong. Ui, nó phá vậy sao cây của chị đậu trái được. Lát lấy em ra. Ui, phá dễ sợ luôn á. Ý, mấy cây ngò của chị Vin Nguyễn Thị Cuộc Sống Mỹ tặng cho Nhung Hà này. Nó lên rồi, ngò gai cả nhà ơi. Ngò gai này lên quá chừng này, để ra đó. Lá hai được hai lá xanh xanh rồi, cưng quá à. Mình trồng ké trong cả cái cây bạc hà cả nhà ơi. Bạc hà còn đúng hai cây luôn. Sống sót qua mùa đông được hai cây. Quay vườn hôm nay cho cả nhà xem. Hôm nay cả nhà thấy có gì mới không? Xuống đây mình quay cho cả nhà xem. Hôm qua trời mưa dầm về luôn, nên là mình cũng siêng năng lắm cả nhà. Trời mưa thì mặt trời mưa ướt nhẹp hai cái áo luôn, nhưng mà vẫn đổ làm dàn cho dưa leo cả nhà ơi. Mình thấy nó bò tội nghiệp quá, nên là không có gì leo, nên là mình đã làm cho nó rồi nè. Hôm nay mình làm dàn rất là đơn giản luôn, chỉ cần cắt ba cây xong chụm lại xong. Không có gì cầu kỳ hết. Mình không có làm nguyên một dãy nữa nha. Mình cho nó leo từng cụm. Đó. Cụm cuối cùng là cao nhất. Xong mà ba cụm này thì cho nó ngắn lại. Giống như mà mình làm giống như mà người da đỏ thời xưa ở Mỹ cả nhà. Người ta cụm lại vậy nè. Xong người ta trùm lên, người ta sống ở trong cái trại á. Đó, mình làm kiểu vậy đó. Theo kiểu cổ xưa. Trời ơi, mưa cái cải nó lớn chứ cả nhà ơi. Thu hoạch một mớ cải nữa nè. Đó, quá chừng luôn. Cải cầu vồng thì hôm qua mình tưới phân cá rồi, mình không có thu hoạch. Tại vì nó mình cũng mới thu bữa hôm đi chơi bóng chày rồi. Con cà rốt này cả nhà ơi, xem cà rốt kìa. Đó, mình cũng cho nó một xô phân cá. Đó, cả nhà cứ tưới phân cá vô là cây nó tốt dữ lắm. Còn bên kia mình để giống cải hoa hồng được một mớ rồi. Bên đây, wow, dâu tây treo của Nhung Hà, ít hôm nữa cũng được thu, trái lủng lẳng hết cưng quá. Công nhận năm nay Nhung Hà dâu được mùa à nhà ơi. Ủa, cái cây này, sao nó vẫn chưa có sọc ha? Cái giống này là năm ngoái chị Vin Nguyễn Thị Cuộc Sống Mỹ trồng á, nó sọc sọc đẹp lắm. Hay là bị lai rồi cả nhà ơi, chắc là chị thụ phấn á, của cái cây bí ngòi khác hay sao? Bây giờ nó lai rồi, nó không có sọc sọc nữa, hết sọc rồi. Năm ngoái sọc đẹp ghê. Ui ui, cả nhà xem nè. Quá, chuẩn bị thu nha cả nhà. Quá trời quá đất coi kìa. Ui, để mình quay hôm nay cái bông này cho cả nhà xem, nó bự ơi bự luôn. Đây nè, sắp thu hoạch được rồi cả nhà ơi. Quá, bông đẹp chưa? Đủ màu luôn. Quá, trời ơi, cưng quá trời quá đất luôn. Chắc mình mua hạt giống mình gieo đặng mình mùa thu mình trồng quá. Đó, lên mạng đặt màu tím, màu cam, màu vàng đủ màu lên để mình trồng cho nó vui. Quá đủ màu nhìn đẹp quá hả. Còn cái này sao mà nó vẫn chưa thấy gì hết trơn cả nhà ơi. Đó, màu xanh mà san hô. Súp lơ san hô đó, không thấy gì hết. Mình tỉa bớt lá rồi nha, lá nhiều quá xum xuê. Ôi, dâu bịch tuyết này trái cưng lắm cả nhà ơi, xem nè. Trái nè, wow. Ui, sắp chín rồi đó cả nhà. Ồ, trái đó, hả, dâu tay trắng à nha, dâu bịch tuyết đó, dâu này nè. Nó chín là y vậy luôn á. Hơi trắng trắng hồng hồng là nó chín á, sắp chín rồi đó cả nhà. Được có mỗi một chậu à. Mà được có mấy trái bự thôi. Bên đây có mấy trái bự nữa nè. Ủa, nguyên chùm đây nữa nè cả nhà. Dâu tay con. Bây giờ chưa, để chưa cho nó leo cái con này, cho nó nuôi cái trái bự chút đã. Ê. Khi nào mình thu hoạch dâu tây này xong rồi mình mới để cho nó leo cái con ra. Bên đây có thêm một chậu mới nữa nè nha. Bỏ mấy anh đây. Ôi ôi, hai em năm nào cũng lủng lẳng cái chỗ năm này, cái chỗ này luôn.
Ôi. Có mấy trái nó bị thối uổng ghê á. Mình tiếc mình cắn miếng. Nó mưa cả nhà nên là nó bị thối uổng ghê luôn cả nhà. Trái nó lủng lẳng nè. Mà mấy ngày nay mưa nha. Có mấy trái nó bị hư uổng ghê gớm uổng luôn. Bây giờ đi hái thôi cả nhà ơi. À, bây giờ không hái là đợi nắng lên cái trái dâu á đang mưa. Nắng lên nó nhìn tội nghiệp lắm. Nên là mấy trái. Wow, trái này chắc chừa lại, trái này hái đi. Đó, hôm nay vừa mình mang vừa rổ vừa mệt luôn. Không biết có nhiều không mà mua mang hai cái ra luôn. hai trái, ba trái luôn nè. Wow, ngắt luôn cái cuống cho nó đẹp ha. Đó, đẹp quá trời luôn á nhà ơi. Xong là mình sẽ đi vô á, mình mang ra mình bón cây rồi cả nhà ơi, cây bắt đầu vàng rồi đó. Mấy trái nhỏ nhỏ. Trái này bự nè. Ui. Trái trong đây thấy ham chưa cả nhà ơi? Đó. Đây nữa nè. Đó, bây giờ là đi hái xong rồi bón phân xong rồi đi vô hái rau nữa, xong rồi đi làm mà nhà ơi. Tranh thủ dậy sớm đặng ra hái. Đó, wow, mấy trái có cuống dễ thương quá à. Trái này á mình tính gỡ nó ra, ai dè mình đựng cái nó đứt luôn rồi cái trái. Trái đẹp chưa? Nhờ bọc vậy đó cả nhà. Mới còn trái dâu được đẹp vậy đó, không thôi á hả? Không được cái trái dâu để thu đẹp vậy đó cả nhà. Mấy con sóc nó vô nó phá hết trơn à. Rồi và mấy chị xà lướt nữa. Chỉ vô ăn hết. Đó. Wow, cái trái này đẹp chứ cả nhà ơi. Wow, nó đỏ. Trời ơi, trái này chắc cắn ngon lắm ha. Wow, ăn thử miếng coi. Trời ơi, nhìn trái dâu này nó ngon quá chừng luôn. Mời cả nhà ăn thử trái. Trời, đang hái mà thèm quá chừng chịu hết nổi. Nhiều nước quá. Mà trời mưa nha. Nó không được ngọt giống như trời nắng. Mà cũng rất là thơm mùi dâu tây. Nó nhiều nước hơn. Nó nhiều nước hơn so với lại trời nắng. Nhưng mà trời nắng nó ngọt hơn cả nhà. Mưa nó không ngọt bằng. Không biết là ngon không? Nó dễ thơm á. Hôm nay hơi chua nha. Trời mấy ngày nắng ăn trái dâu nó ngọt dễ sợ. Hái vô chấm. Cái này là thích hợp nhất là cả nhà biết chấm gì không? Chấm sữa đặc á. Ui. Rồi chấm với ớt cũng ngon nhưng mà mình thấy là chấm sữa đặc là ngon nhất luôn á. Sữa đặc có đường rồi nha. Đó. Hải nguyên cái cuốn là nhìn tươi ha. tươi rối luôn. Trái này nè. Wow. Hai mấy em này dễ thương quá. Hết rồi đó cả nhà ơi. Bây giờ là chuẩn bị thêm lứa khác á. Nên là mình đi bón cái phân cho nó đó. Chắc là nó thiếu chất dinh dưỡng nè. Wow, đây. Wow, trái dâu này đẹp quá à. Nữa hôm nay đi hái dâu lại thêm được mùa cả mệt nữa nhà ơi. Wow, công nhận nha, hái nguyên cái cuống nhìn quả dâu đẹp thiệt luôn á. Bên đây nữa nè. Trái không bự bằng đầu mùa hết cả nhà ha. Trời ơi, đầu mùa trái bự không. Bây giờ là gần cuối đợt 1, ít bữa nữa thì nó mới ra thêm đợt 2 à nha. Đợt 2 là bắt đầu nó ra bông tiếp. Cái lứa này thích cái chỗ đó đó. Thích cái giống này vậy à nha. Lứa này xong tới lứa khác rồi hái đã tay luôn á. Dâu trái này á, trái nào nấy ú nu ú nần à. Bắt đầu nó ra cây con nữa à nha. Bên đây trong đây nè, trong đây có trái hái luôn. Ôi ôi, mưa nó thúi luôn cả cái trái này không. Nãy có mấy trái thúi nữa mình hái mình dục rồi đó. Thúi rồi đó. Mưa quá đó. Với lại chắc cái con sâu gì nó ăn nữa đó cả nhà. Trái đây mình hái nó rớt. Tranh thủ hái xong để trong nhà à nhà. Nó chín. Từ từ mình ăn, trời ơi, ăn ngon dữ lắm. Bữa hôm hả? Rồi trái này hư rồi. Bữa hôm mình mang tới chỗ bóng chảy á, mọi người ăn dâu á, trời ơi, ai cũng khen hết trời. Ai cũng khen dâu nhưng mà ngon. Có trái nè,
hươm hươm. Thôi trái này để dành đây đi. Wow, hôm nay con trái này chín nải luôn ha. Trái này hái luôn. Trái này để lại. Nãy giờ đi một vòng là được nhiêu đây đó cả nhà. Rồi đi qua mé đây cả nhà. Ui ui. Hôm nay á trái mé đằng sau này á nhiều lắm cả nhà. Xem bên đây nè. Ôi, rượp rượp luôn nè. Đó. Thấy ham chưa cả nhà? Dâu trái vậy đó. Trái thấy ham không? Bên đây nè cả nhà. Nó trái bự dễ sợ chưa? Thấy ham thiệt luôn á. Công nhận dâu tây năm nay phải nói là giống như dâu ở bên Nhật á, nó rủ rủ trái bự bự vậy cả nhà ha. Đó. Sao chỗ này nó hai trái này để dành đi ha, để dành ít bữa hái ha. Đây nữa nè. Wow, ui trời ơi, trái gì đâu mà ham dễ sợ luôn rồi nhà ơi. Đó. Mình thấy trái nhiều quá mình mang hai rổ hai mẹt ra chứ thực ra đâu có đủ đâu mà để mà hái hai rổ hai mẹt đâu rồi nha. Đó, trái này hư rồi này. Ôi ui, phải làm tấm thumbnail với cái này trước khi hái mới được. Thôi đi. Mấy trái bên đây nè, kiếm cho đầy cái rổ đặng mình làm tấm thumbnail hôm nay cho nó đẹp nha cả nhà. Ôi ôi, xem nè. À, bỏ lên mệt nè. Đầy ắp nè. Ê, đừng có rớt. Đừng rớt em ơi, đừng rớt. Đừng có rớt em ơi. Ta nói hả, là chuẩn bị sẵn sàng xong rồi làm cái rùm. Chuyên gia mình là hay làm cho mấy em dâu tây rớt lắm. Ôi, cả nhà xem nè. Đó, rủ 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 nguyên một mâm dâu tây. Và những trái dâu tây đang còn lủng lẳng nguyên một dề luôn. Ui rồi ôi. Ui đẹp quá trừng đẹp luôn cả nhà ơi. Mình mê quá trời quá đất luôn à. Hái thôi cả nhà ơi, hái mấy trái đây nữa ha. Ôi, trái này bự nè. Ui ui, ta ham gì đâu cả nhà ơi. Nguyên một mẹt dâu tây nữa nè. Ít bữa nữa hả, thêm mấy trái này chín ha. Chưa chín cả nhà ơi. Hái trái này đi ha. Bỏ vô mệt luôn. Hôm nay thì hái dâu tây nhiêu đây được rồi cả nhà ơi. Ngày mai xuống với cái hàng với kia hái. Hôm nay nhiêu đây được rồi. Đặng ăn, ngày mai hái tiếp. Ăn nhiêu đây không hết cả nhà. Hai mẹ con ăn nhiêu đó nguyên một ngày. Say sinh tố nữa. Có trái bên đây chín nè. Cái này chín hái luôn nè. Hai em này bự quá chừng luôn. Hái một em thấy ham gì đâu nhà ơi. Hái em này luôn đi. Vô rổ luôn. Ôi ôi cái con gì bu vô vậy. Vẫn chưa có hết dâu. Đợi nó ra lứa mới. Rồi. Bây giờ mình đi vô mình bón phân cả nhà ơi. Một mẹt đầy ắp dâu tây cả nhà ơi. Ham chưa cả nhà. Wow, trái gì đâu mà quá chừng trái luôn cả nhà ơi. Đi bón phân cho dâu tây của mình thôi cả nhà ơi. Thì bữa hôm chị Vinh Nguyễn Thị Cuộc Sống Mỹ á, nói là cái loại này nè, rất là dâu tây, bón vô cái trái dâu tây nó rất là ngọt. Nên là bây giờ mình thấy dâu tây của mình bắt đầu là nó hết ngọt á. Mấy ngày nay trời mưa á, nó hơi lạc tí xíu rồi. Bây giờ mình sẽ đi bón cho cái cây dâu của mình đi. Mình bón hết một thùng này với rau củ rồi nha. Còn một thùng này mình để dành á, để mình bón dâu tây. Bên trong phân nó giống gì nè cả nhà. Rất nhiều bạn hỏi Nhung Hà bón phân gì. Thì đây lần đầu tiên mình bón cái loại này luôn. Còn bình thường thì mình cũng bón cái phân rau củ bình thường thôi, chứ không có gì khác hết. Mình cứ bắt một nắm vậy thôi, xong rồi rải ở giữa nè, ở giữa của cái hàng dâu á cả nhà, chứ không có rải ngay trực tiếp cái cây, ở giữa cái hàng dâu này nè. Xong rồi tưới nước lên thôi. Để mình tại cầm một tay khó quá, mình lấy cái rơm này ra nè. Đó, xong rải vô ở giữa đó. Bóc một nắm xong rải vô ở giữa vậy đó. Rồi lấy tay mình cào cào như nè. Xong rồi lấp rơm lại.
xong rồi tưới nước lên thôi cả nhà ơi. Đó, mình bón dâu thì mình hay bón kiểu vậy đó, lấy mấy cái trái dâu ra khỏi cái chỗ phân không thôi là nó sẽ bị úng nóng á. Xe nó qua bên kia đó, như vậy đó, chỉ bón ở giữa vậy thôi, lấy quả dâu ra thôi, bón ở giữa vậy nha cả nhà. Nó lấp rơm lại như này, xong rồi mình tưới nước lên thôi, rất là đơn giản, chỉ bón vậy thôi đó. Rồi mình sẽ tranh thủ bón hết cái chỗ dâu này nha.